Chào tất cả anh em nhá. Vậy từ đầu năm bây giờ, từ Tết giờ lắm rồi, đi hôm nay được trận gió Nam. Đây, đây là cái anh Phan Xây làm mình đây. Dũng chào anh em ngay. Chào anh em nhá. Đang test thử bộ cọc còi. Làm mãi để được về để đi test đây. Anh em, hai anh em vừa làm về xong. Vừa đi xây về. Test bộ cọc còi nhá. Không hay lệch anh chứ. Gió to hơi sốc ruột lại mãi mới hết ngày để về để test vụ này. Sáo nhỏ thả dây nhỏ anh ạ. Vụ này có lưỡi cân được có 2 lạng rưỡi nên buộc cái hoàn sỏi kia vào đầu. Anh em xem. Hôm nay thì mới chỉ sơn lót được có mấy quả thôi, mấy quả không mình để quên mất sơn lót. Thất lạc ấy. Hỏng mãi mới thấy. Thứ ơi cháu ơi con buộc vàng ấy. Đây. Sơn lót hết rồi. Đây hai. Còn mỗi hai cái lát quả nhỏ kia là chưa sơn lót. Đây anh em này. Có hai quả này chưa sơn lót này. Mình tráng cái lớp keo bên trong rồi. Đang hết gió dưới anh em nhá, nên đi hơi xa tí. Tiếp cận đi xa tí. Mày rồi. Rồi ơi mấy anh em nhá. Nhà ổn chưa? Điều giải điện này nhá. Kêu được anh nhá. Hả? Kêu ổn chứ? Bé, kêu bé nhưng bắn hết quần chứ. Lắm
gió đêm không? Hả? Đã ồ, hôm nay gió to mà, sợ gì? Bắt được quả này gió đêm nhé. Hơi lệch trái tí nhé. Rồi, bắn hết con này đậu đêm anh em nhá. Uầy, có vẻ không bị lạc nhỉ. Thêm ngọn thành quài đấy. Tí cho anh em ạ, dùng 10 lần cho anh em xem. Không lấy lét nổi đây. Dây rồi anh em nhá, đây hết sạch cọng dây này, còn một chút chút đây thôi. Giờ chắc là thả tầm 3 cân rưỡi ly rưỡi đây, ly rưỡi nhá, lúc ly rưỡi không có nhìn thấy dèo luôn. Rồi em chả thấy dèo đâu rồi, không lắp đèn. Còn đợi chắc thả cho đậu mấy ngày liền, sáng mai xem có dụng không, mai quay tiếp. Rồi đi tìm chỗ cọc anh em nhá. Đây anh em nhá, chỗ anh em mình cột diều đây. Nay thả qua đêm. Đây, anh em mình đang cột 3 con diều ở chỗ. Đấy nhá, anh em. Đây, cột dây này. Đấy, lúc đây anh em mình thả ở khu ngoài kia đây, chỗ mình chạy diều đây, đằng xa xa kìa. Đường xa xa kìa. Mình zoom cho diều anh em xem. Đây nhá, đây là hai con thả gần này. Hai con thả gần, hai bộ này đều hai bộ mình làm hết nhá anh em nhá. Mình làm cho cái anh xây làm cùng ấy. Còn con diều kia thì nó tận đâu nhỉ? Mình zoom này. Đây nhưng mà không zoom tới. Không phải con này. Giờ không nhìn thấy luôn. Đây anh em, đây thấy này, thả tầm 1500 mét rồi anh em nhé. Đây mình zoom 10 lần đấy, đây 20 lần này. Không nghe tiếng sáo luôn, thôi về ăn cơm rồi, cả mình tối rồi anh em nhé. Đây chiều này. Trời chiều.
Hello anh em nhá. Hôm nay trời sáng rồi nhưng mà nó mình thả qua đêm rồi nhưng mà trời vẫn mưa anh em nhá. Mưa to mưa phùn này. Đây, anh em thấy cái giò vẫn đang bay này. Đây anh em găng tay đấy. Đây. Ba con nhá. Bây giờ là mình khẳng định với anh em luôn là không nhìn thấy giò đâu luôn. Đây. Đây căng đét này, mưa phùn nước kiểu giọt từ dây xuống này anh em nhìn này. Ủa, ở giữa đồng qua đêm chỗ này nhìn anh em nhìn này. Đây, ngay gần đường cái này anh em ở đây. Bay qua đêm bây giờ khẳng định luôn là hôm nay mưa phùn không nhìn thấy diều luôn. Tiếng sáo thì có thể nghe thấy nhỏ nhỏ nhưng mà giờ không thấy diều đâu. Bây giờ chắc là mình cứ để đây cho cái anh thợ xây, cái anh Dũng ấy, anh Dũng thợ xây cùng làm với mình ấy. Mình cứ để cho anh Dũng ở nhà trông nhé. Mình hôm nay anh cái xây này gọi đi ốp nhà tắm hoàn thiện cho cái nhà bên chỗ anh cây xây rồi, đi hoàn thiện được mức kèo đây chắc là khoảng đôi ba hôm nữa kéo về thôi. Để còn vì cái bộ đấy của mình mới chỉ sơn lót thôi, chưa sơn bóng hoàn thiện. Sơn lót thì nếu mà để thời gian này mà ẩm cứ mưa phùn như này nó sẽ mốc nhá. Lấy về sơn bóng hoàn thiện rồi nếu sơn bóng xong thì có thể thả thoải mái thả qua đêm cả tuần trời cũng sao. Nhưng mà bây giờ nó đang ấy sơn lót đi. Nó thì nó gọi là chỉ nó chỉ là cái sơn nó lại là cái sơn nó ngấm vào là cái tôm gỗ thôi, cho nó đầy cái tôm gỗ lên nên nên thả nhiều này nước nó ngấm hết bên ngoài là nó mốc hết nhá, mốc thâm đen nó rất khó nó không chịu nổi luôn nha anh em nhá. Nên bảo anh ấy là thả khoảng mấy hôm nữa kéo về thôi. Rồi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhá. Anh em mua phụ kiện thì cứ gọi vào số điện thoại góc màn hình. Thành công này nhá.